Em nghe rồi. Ủa Trường Tuyên à? Vâng. Bảo tất cả anh em đi về cái nhà hoang ở bên bờ hồ ngày xưa với cá đi. Để nhanh em thoát được thành chục gió rồi anh em. Ui trời ơi, rồi đi rồi. Bơi, rồi đi bơi. Bơi. Đông người đang làm. Đi bơi. Cho ra công an đi. Cầm luôn đi. Thôi em xin mấy anh đừng đưa em ra công an ạ. Thế đi làm trên Hà Nội làm sao mà là không làm đấy mà đi về đây? Em người ta không trả tiền. Người ta không trả tiền. Em ra từ Tết bây giờ 8 giờ đói quá anh em phải. Cho nó ngồi cẩn thận. Cho ngồi cẩn thận lên. Cẩn thận bạn cho. Cho ngồi cẩn thận lại. Cứ thả thả tay ra, ngồi cẩn thận lại. Ngồi Hà Nội. Nếu mà chạy 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 mấy chân. Bỏ dây, bỏ cởi dây ra cho nó. Gì đây? Có gì không? Ngon, bóng mịn lắm. Từ khi mà chả có. Đây là ta đặt bãi mìn đấy. Bãi mìn gì? Mìn mìn trâu. Ồ, cá lô dưới kìa. Ủa, lô dưới to. Ui, cam mở đấy. Ui, trời ơi. Ui, trời ơi. Có gì không? Chắc có hàng rồi. Chả có, mình bóng lửa. Ui xời. Ăn ngách ba cả. Ừ. Xấu mà. Ui sắp tối rồi. Xem con hàng rồi, tối rồi ăn cơm thôi. Dạ. Yeah. Về tắm rửa cơm nước là vừa. Bây giờ. Trời. Tối rồi nhỉ. Bây giờ tắm hết bây giờ về nhà vừa. Bây giờ hơn bây giờ. Có một cái trong chéo ở đây kìa. Đấy. 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 Không. Động cây rồi. Ok. Đó, bán nó có hàng mà. Bạn nhìn nó bóng chứ kìa. Con này chắc cái gì to, cái lỗ to này kìa. Ba lỗ. Con này lết vào đây là bốn. Anh em à. Bánh dê, bánh dê, bánh dê. Bánh dê quá. Alo. Em nghe rồi. Ủa Trường Tuyên à? Vâng. Bảo tất cả anh em đi về cái nhà hoang ở bên bờ hồ ngày xưa với cá đi. Để nhanh em thoát được thành chục gió rồi anh em. Chục gió gì đó. Vâng 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 vâng. Chạy lên. Nhanh lên, nhanh lên. Dưới dưới vào đi đây. Nhanh 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 chưa. 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 Đây rồi đây rồi. Nào nào nào. Đây lỗ, mấy số, mấy số. Đi. Ui giời, ui giời, ui giời. Mọi người phát hiện rồi, cái chỗ mọi người. Đây này không? Cái bụi nhà hoang như thế này mà. Cái bụi chạy thế này. Ê, ê, ê. Vô, vô, nhanh. Đi
nhẹ, đi nhẹ, đi nhẹ, đi nhẹ thôi. Ở trong ơi, trong ơi. Ở trong ơi, trong ơi, đi nhẹ. Đấy, kia. Đấy, đấy. Tôi mặc áo, lại kia, lại kia, lại kia. Đấy mà, đấy mà, lại đây. Ông Nguyễn đâu rồi? Lại đây. Ôi chó con chạy một dầm ra mà. Cái đó là à mày. Lúc cái ông già ông hô lên là nó bỏ chó nó chạy mà anh đuổi nó chui mẹ đi. Chui. Chui đấy. Bố. Chạy tít dưới dưới. Bố. Bố cái đấy nhá. Thằng thằng một ông ra đi. Tôi đã cao lên. Để xem. Ôi, ôi, ngồi đi bơi. Ôi. Bên kia, bên kia. Chạy! Ở bên đây! Chạy đâu! Cứ lên! Đâu rồi? Nó có mỗi cái lỗ nó chui mẹ vào đấy mà. Bây giờ mình đầu ra rồi vào đấy nó lít ngay. Quay. Bây giờ phá mẹ cửa ra mà. Phá cho nào. Cái cả mấy cửa đây mà. Mày nhớ mày nó phá rồi sao? Đâu rồi? Không biết đâu. Ôi, nó trốn mẹ đâu rồi? Ôi, ôi. Ở đâu ấy? Đi ra. Đi mẹ mày không ra, tao vào giết mày luôn. Mẹ mày đuổi, cái thằng đuổi lên đây mà. Đuổi lên đây. Cứ ra đi. Đập tay đi. Kéo đập đâu, còn bây giờ mình đâm rồi, kéo đập. Đi mẹ đập cả nhà mình vào, đập bắt, đập chết luôn. Đâu rồi. Không, mẹ quả thật đấy không? Đúng rồi. À, đi cả đây rồi. Đâu? Ôi, nó sẽ phá bên ngoài chưa? Ôi, nó phá bên kia rồi đấy. Đấy nhá. Ui dưới. Ôi, xuống đây. Một người vào đi. Vào đây. Chặt luôn. Hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp vai gáy và các khớp tay khớp chân,
như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao dẫn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao dẫn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy, nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao dẫn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Đéo phải chó vứt ở dưới kia rồi. Chó lúc ấy anh đuổi thì mới đuổi theo là vứt lại cháu ngã rồi. Người lên đây à, đuổi theo đây là cái cửa này ấy, là có một lỗ xong. Thế là chui mẹ ra ngoài. Giữ lại. Mẹ cho ra ngoài này mà. Thằng này đâu có phải là cái đợt nhà nó chơi nó đá hay khác thứ kia mấy. Không tôi không đâu chứ. Đây rồi, con đã thấy rồi. Này, xem nó gọi từng bộ ra. Lúc bọn mày đi đây có cái thằng xe máy nào không có nào đây. Em mà nó à thằng này anh em mình đuổi là nó cái đường cùng của nó là nó phải chạy về thằng này. Không rồi nó chạy về dưới kia. Nó chạy về dưới kia là có thằng nó ở dưới kia, em nghĩ là có thằng nó. Phải có thằng con đường nào. Nhưng mà nó nghe tiếng xe máy mình chắc là nó chạy rồi. Mày đi có còn qua không? Hả? Đúng đồng không đồng khai không? Còn ai không? Không. Người ở đâu? Em người Nghệ An. Ở mãi Nghệ An rồi. Ui. Nghệ An. Thế mày làm gì ở khu vực này mà mày dám trộm chó ở nhà ông lão nhá? Dạ em đi lang thang ạ. Mẹ đi làm đi công ty đàng hoàng mẹ mày. Bố ơi. Về đây thôi. Hay cái đợt nhà mình chết chó nó thả bà. Gì lắm. Cô thả bà bao giờ không? Không ạ. À, cuối năm ngoái chú bị nó đá cho phát ngã cả xe chẹo luôn đấy. Nhưng mà anh nhìn có tướng không giống này không? Đấy to, đấy to hơn như này. À không động bọn. Em biết là không động bọn bằng này. Khu vực này là nó hẻo lánh như nhiều. Khu vực này chó đi ăn. Bây giờ đưa
đưa về nhà mẹ, đưa về nhà ông lão ấy. Xong cái bao nó được con chó ấy. Thì mẹ mới cầm cái bao đi dơ mẹ ra công an. Đút mẹ vào, cầm mẹ ăn nước. Đút vào bao. Không, có nghĩa là cái bao mà nó đút con chó vào nó cũng vứt lại đấy. Là mình cái đấy là tang vật, mình phải cầm đi. Cầm đi. Đi ra ngoài kia thì người ta mới ấy chứ. Cho mẹ ra ngoài công an. Cho ra công an đi. Cầm luôn đi. Thôi em xin mấy anh đừng đưa em ra công an ạ. Không xin rồi. Mày ăn chục chó còn tao còn hiền mà tao không được chết. Mày không may không gì mẹ mày giết mày thôi chứ mày lại còn đòi xin nữa. Tao còn hiền. Em khổ nên em vẫn làm vậy thôi. Khổ như nào mà bảo làm vậy thế nào? Khổ nó có bao nhiêu cái khổ sao đi khổ đi ăn trộm chó. Làm dưới Hà Nội nhưng mà người ta không trả tiền, em mới ra bữa Tết. Vợ chồng thì ly hôn nên em bây giờ mới đói quá phải làm vậy thôi. Em xin mấy anh đừng có đưa em ra công an ạ. Mày ăn trộm chó nhưng mày còn kể khổ à? Sao mày biết thế mày còn ăn trộm chó thì mày cũng có. Mày đang làm ở Hà Nội mà mày đi xuống đây làm gì mà để mà phải ăn trộm chó? Người ta không trả tiền em đói quá em đi lang thang vậy. Bây giờ lang thang từ Hà Nội xuống đây. Dạ. Nhưng mà sao biết dưới đây có chó mà xuống ăn trộm, mà còn trộm những cái chỗ khác mà lại đi em xuống tít dưới đây? Lung tung vậy thôi chứ không xác định đi đâu. Đưa mày coi, khám người cho. Nó ngồi đây, này, tôi ngồi đây. Tôi ngồi. Khám người xem người nó có tiền có ấy gì không? Không có gì không? Hay là bốc phét? Cái gì đây? Móc vào xem. Cái gì? Bật lửa. Thế cô nghiện ma túy không? Không ạ. Cô chơi đá đầm gì không? Thuốc. Ôi. Còn 3.000. Xem túi áo có gì không? Túi sau có gì không? Không có tiền mà chơi hẳn Vina cơ. Đéo có gì. Túi đằng sau đít nè. Vina đấy là người ta cho hay là mình mua? Hay túi màu à, móc áo. Hết rồi. Túi áo khoác ở người trên ngực ấy. Khám xem. Không có gì không? Không có túi áo khoác. Có đá đầm gì không? Hay đá đầm? Hay chơi đá? Người cứ gầy thế nè. Trong túi còn mỗi ba anh. Thế bắt được tổng cộng bao nhiêu con chó rồi? Em lần đầu ạ. À. Lần đầu? Không có nhá. Thằng nào đi ăn trộm nó có bao giờ bảo là mấy lần đâu? Như thằng này là lúc ở dưới kia là đéo chuyên nghiệp. Đéo chuyên nghiệp mình đéo bắt được. Mà thứ nhất, cái thứ hai là thằng này khả năng là anh cũng phán đoán này sướng này. Nếu mà có đồng đội ấy thì cái thời gian mà nó chạy từ dưới hàng lên đây là đồng đội nó phải đón thôi. Nhưng mà thì phải đéo có đồng đội. Thì thì bẹ mới phải chui vào kia. Chứ nếu mà thường trộm chó nó đi đôi nhau đúng không? Một thằng chạy là nó sẽ mình tính toán cái nước đường là nó sẽ ra nó thì mình lên xe đón nhau phắn ngay. Nhưng mà đây nó chạy tít dưới làng cái giữ chặt lại. Như cái thằng này là nếu mà nó mà xác định như thế thì khả năng là cái trong người cũng có thuốc xịt cay ấy hoặc là chống đồ. Nó phải có đồ. Đây có cái đéo đâu? Này, có mỗi 3.000 này. Thế học thế ăn trộm chó bằng cách nào mà vừa ôm được cái con chó giữ thế? Em cũng đi ngang em nói vậy, em nghĩ vậy thôi. Không muốn vậy đâu ạ. Thế đi làm trên Hà Nội làm sao mà bảo là không làm đấy nữa mà đi về đây? Em người ta không trả tiền. Người ta không trả tiền. Em ra từ bữa Tết bây giờ bữa 8 giờ em đói quá nên em phải. Cho nó ngồi cẩn thận đi. Cho ngồi cẩn thận đi. Cẩn thận đấy bạn, cho. Cho ngồi cẩn thận lại. Cứ thả tay ra, ngồi cẩn thận lại. Ngồi Hà Nội. Nếu mà chạy sao được? Chạy sao được? Bỏ cái dây ra cho nó. Giữ người đấy được. Thế mà tám người trong chó ở đây à? Tám cầm cây định chơi lại. Cùn ơi, chỗ vào thấy cùn. Cùn mẹ bây giờ 6-7 thằng này đánh lại sao được? Ông ở Nghệ An ở chỗ nào Nghệ An? Em ở Linh Đàn. Nghệ Đàn đấy. Linh Đàn. Nghệ Đàn. À Nghệ Đàn. Nghệ Đàn. Nghệ Đàn Nghệ An. Thường thường Nghệ An toàn người tốt thôi mà. Em vợ chưa? Dạ em vợ rồi. Ông vừa bảo là vợ ly hôn thì không? Bỏ đây à? Em giờ còn nuôi hai đứa con nhỏ. Hai đứa con nhỏ mà không tu trí làm ăn mày đi ăn trộm chó rồi vậy? Em cũng nói chung là kể thật với anh em cũng hoàn cảnh. Giờ ra làm Hà Nội để kiếm tiền với nuôi con người ta không trả. Em Tết em về em cũng về được nhà. Thế Tết không về nhà? Tết em về thằng bạn. Thế nhà thì bố mẹ đâu? Nhà em trước em ở đó chứ mà bố mẹ giờ không cho về. Sao lại không cho về? Nguyên nhân gì?
hay là làm cái gì sai sai phạm mà không cho về? Thì em bán nhà theo vợ. Đấy là trước đây có nhà nhưng kiểu bán nhà theo vợ. Dạ. Xong bây giờ ly hôn rồi là bố mất mẹ trắng về. Thế tội là chắc là trước đây nhà cửa là ông bà cho gì. Dạ. Thế là bán nhà của ông bà đi để đi theo vợ đúng không? Dạ. Thế con mấy tuổi rồi? Con em một đôi con gái sinh đôi năm nay 6 tuổi. Sinh đôi 6 tuổi. Thế mà lại đi làm cái như thế này thì con nó biết thì làm sao? Bây giờ như này nhá. Bây giờ là bỏ cái chột chó má đi. Đi kiếm công việc tử tế đầy việc. Thì mẹ không cứ bảo không có việc đầy việc đúng không? Đầy. Em ơi. Đầy việc để mà làm để kiếm tiền với bây giờ thanh niên sức dài với rộng đi. Em ơi lấy vợ kiếm tiền nuôi bản thân với hai đứa con là chuyện bình thường, có gì đâu mà không làm được. Mẹ tao cảm thấy một cái công việc mà kiếm được tiền mà nuôi hai đứa con với bản thân mình mà thì là quá đơn giản. Và mẹ là còn đàng hoàng. Làm giàu thì khó chứ còn nếu mà mẹ nuôi thân thì quá đơn giản đúng không? Nó cũng không rủi ro như thế này. Đấy. Mẹ may hôm nay ấy, là gặp bọn tao ấy. Nếu mà gặp dân trong làng nghe đánh chết, đừng có đùa. Đánh chết mẹ luôn. Mẹ lúc may là ngày là chạy được lên như này ấy. Bao nhiêu người đuổi đằng sau nữa mà đến khi kiểu xa quá người ta bỏ rồi chứ. Mệt. Đến lúc mà bọn anh vòng lên trên này. Đấy là thấy nó chạy trong này à. Nên bắt đầu tiếp tục là vứt xe đây đuổi tiếp. Chứ còn nếu dưới kia làng mà nó vồ được thì nó cho lên cành rồi. Nếu mà ngày này năm sau thì cũng xanh cỏ của... Một tuần nữa xanh cỏ rồi. Ôi mẹ về chúng nhất xuân ra cho nó. Giờ đuổi mẹ về bố ạ. Đi làm hả? Chứ đuổi mẹ đi cho nó đi đâu cho nó đi chứ bây giờ mình thả nó đi ăn trộm tiếp sao? Đừng có làng vàng ở đây. Mẹ mày ở đây nó giết bao thằng trộm chó rồi đấy. Đừng có làng vàng ở đây. Mà bỏ luôn cái đấy đi, bỏ luôn cái suy nghĩ ăn trộm chó đi. Ngoài đường kia. Tìm vào khu công nghiệp, khu thành phố tìm công việc mà làm. Mẹ xách nước ở chợ tháng kiếm được vài chục nghìn đến trăm nghìn ngày đấy xách nước thuê thôi. Chưa cả là làm việc khác. Giờ thì ấy thì còn sức khỏe thì vào những cái công ty ngoài này nhưng mà không có giấy tờ. Có giấy tờ người không? Chỉ có đi làm bên ngoài thôi. Chỉ làm nhà phục vụ tư nhân các kiểu. Không có giấy tờ bên người. Nếu con học trên Hà Nội con nghe giọng Nghệ An họ nói nặng lắm, không như ông này đâu hay là ông ấy giả vờ là dân Nghệ An đấy. Có đúng Nghệ An không? Dân Nghệ An thật. Đâu thử nói mấy câu thử dân Nghệ An nói tiếng mẹ đẻ em nào. Bây giờ nói thử mấy câu câu nào mà thuộc giọng Nghệ An ấy xem có chuẩn không. Nếu mà không chuẩn là nói phét là bây giờ là kiểu lại bôi vào cái đấy. Tại vì con học với người Nghệ An ở trên cái tàn người tốt thôi. Tốt cứt người đâu chả ông người. Đéo mẹ mày như cái thằng như cái thằng anh đằng xong ấy. Từ cái đợt bị rắn cắn ấy ra đây, mẹ mày quỳ xin lạy để đi làm, cho em đi làm, em lấy tiền em nuôi con em, cũng kêu vợ bỏ. Thấy không? Mẹ mày đến lúc cuỗm của tao thì mẹ mày mười mấy triệu để phắn mất. Thì mẹ mày đấy, cái việc đấy là chúng mày đều chứng kiến đúng không? Đúng rồi. Cuỗm của tao thì mẹ mày mười mấy triệu, trong khi đấy là trước khi về nghỉ Tết, là nó hỏi em không về nghỉ Tết, em không nghỉ Tết, thì là trước cái lúc Tết một tháng là nó xin về quê. Thì về quê thì mẹ mày ứng cho cả lương tháng 1 đấy. Lại còn thưởng Tết 5 triệu. Cuối cùng xong bắt đầu lại vay tiếp xong lại mua rắn mua lợn đem về quê. Mẹ mày Tết năm nay tao sẽ về tận nhà. Mẹ mày tao xem là mẹ mày nhà nó ăn ở kiểu gì. Bố láo mất dạy. Thằng anh ruột thằng sau ấy. Vẫn nợ bà chủ quán cái ít tiền đấy. Đấy còn nợ cả bà già quán ở đây. Mẹ mày nhờ tiếng tăm của tao xong rồi là ăn nợ ăn quỵt Nghệ An đấy. Nhưng mà có nghĩa là mình không phải đổ đồng. Nhưng cũng có người loại kia, ở đâu cũng thế. Người loại kia đâu mà đừng có lảng vàng đấy nhá. Mẹ tao mà còn đi đi. Tao tha cho. Em cảm ơn mấy anh cầm đồ đi. Không có quỳ lại van xin nữa. Đừng có lảng vàng đây. Mẹ phải ở đây là nó bắt được là nó đập chết đấy. Bồ láo. Đừng có làm chuyện xấu nữa nhá. Ở dưới kia mà nó bắt được nó phải chết. Đấy mọi người ạ, thì căn bản anh em mình hôm nay đấy là cũng chia nhau đi thì mình cũng không cầm được máy quay. Thì cũng tính là đi thăm bẫy một lúc là lên hội tụ với anh em thôi.
Nhưng mà vô tình đi trong làng ấy thì có ông lão thế này hô là trộm chó, nên là anh em mình nhảy vào đuổi cùng với dân làng đuổi, nhưng mà đuổi một lúc thì là nó chạy xa quá nên là dân làng bỏ hết về. Thế anh em mình lên xe máy lại đi tiếp công việc, nhưng mà không ngờ thì là lại lên đây lại gặp, thế là đuổi nó mới chui vào nhà hoang, nên là gọi tất cả anh em đến để bắt nó. Nhưng mà khi bắt thì thấy nó nói chuyện cũng hoàn cảnh như thế thì anh em mình sẽ quyết định tha cho nó một con đường sống, còn nếu mà để gặp lại một lần nữa thì chắc chắn là sẽ không có cơ hội. Video này anh em mình xin kết thúc ở đây thôi. Mọi người xem video thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sản phẩm ẩm thực vùng cao nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé.